chào mừng các bạn mọi người quay trở lại với channel của mình là Duy Mạc Pháp Tâm Mơ và người chúng tôi sẽ tiếp tục trên Mạc Pháp Tâm Mơ Long. Ở đây cái tượng con này là con gì nhé, con nhớ là con kể đi rồi đi trong cái tập này á sẽ sinh ra thêm cái con long nữa. Và bây giờ mình coi con bạch chi cái này nó sai chưa. Nếu mình nghe trong góc thì làm sao em ba chi mấy con hay đúng không, mà nó đây này rồi đây là mày cái gì em này lên món đây là thức ăn này. Wow, còn cái gì một xương nữa là cái xương này. Bạn đã thấy một xương ở đây. Thì hôm nay chắc mình xin chào thêm một em con này. Mình không biết có một gì gì. Cái này chỉ tiếp tục nó là tiếp tục luôn. Không biết nơi xương ra không là mình làm gì. Thấy không? Xem á, xem có em nào cũng được sinh ra xem nói chung thì bây giờ mình không biết sinh gì hết. Sinh ra mình vẫn muốn bắt đầu với những con khủng long anh khó trước bạn, nên mình sẽ sinh ra trước em chỉ số đó đi luôn. Đây là con nào con có dài lúc đó mình có phân tích cái này được cái sai mình không được bởi thank you.
Yeah. Ra đồi em ra chỉ sợ vỡ về cái đá này rồi chung mình theo một chút sáu sợ bách đi từ cái sau không đủ thì mình chịu lắm nó nhiều cho đi. Cho nào tuyệt vời việc đọc được con mình sẽ chuyển con để hạn chế số lớp con thứ hai con thứ hai để xây được lên đây là con thứ hai tuyệt vời con này rất là mới nó thật con rất là bình mình xem nó là quất lượng của to con này là quất lượng rồi mình nó bắt con rồi giờ còn nước kèm cho riêng nghe chưa Thank you.
chưa? Cái này đã đủ chưa? Rồi. Sao,
Bự ngồi
tính của mình, nói mình cái chết nó sẽ bị cái này, không biết là nó sẽ bị cái này nhưng mà nó là cái tôi như thế, cái tôi như thế rồi mình sẽ biết họ làm được. Mình sẽ mất dấu mình kêu đấy. Qua đây nha, hay quá đấy, có trứng rồi, cứ vừa thì rồi có rồi, có lại một đánh lòng có đâu nè, đây rồi. Đây là làm hai cái vừa, ok. Anh ra ra đi ra sinh ra năm và ra chưa sao đấy cũng ăn cái này hết đi một tương lai tươi sáng của năm tôi duy hy sinh thức ăn của mình cho mẹ một lần nhé. Mình không có cái tay, mình cái tay tôi kêu rồi. Ok, gọi là ok. Bây giờ chúng ta phải thật em bắt em cũng không cố gắng để sinh ra lấy sẽ nó sẽ là cái bài ok nó sẽ tấm đuốc và quên không. Làm cái sao mà có lấy lá này, con này nó cỏ mà lấy lá chết rồi, lấy lá là cắn hết trường lá nào hết.
giời ơi. Chỗ này khó, khó. Ok, mình sẽ quay lại xem là chưa. Ok, mình sẽ ăn ra chưa, xem là chưa. Lại, nó giấu giúp mày mà. Từ từ tối mình chết đấy, không có buồn. Mà không sao, anh về nhà sẽ rất là an toàn. Việc kiếm kiếm thời kỳ sử dụng rất là chung, rất là tuyệt vời. Và tuyệt vời chưa, em mong là thế. Kiểu như là nếu mình lấy lá mà xung quanh nữa mình cắt cái thành cái chút lột này chết rồi, không ăn của mình rồi, tuyệt vời rồi. Mày dành chưa? Dành rồi. Chung là đồ này không thiếu mấy nồi nhà anh này, còn phần chất này cố gắng
đi, đúng rồi đúng không? Được Rồi, giờ còn có trong năm này, nên là mang nó đi. Ok, tập này mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn hay thì nhớ like, share, subscribe cho kênh của mình để mình làm ra nhiều ạ. Để mình có được ra nhiều video tiếp theo không? Và mình hãy thích xem video này thì đừng quên làm like và subscribe. Và đừng quên share cho mình. Ok, và cảm ơn các bạn. Và các bạn đã làm sao có mặt quá trong mình lòng. Cảm ơn các bạn.